Chào tất cả các em học sinh, cô là cô Linh, phụ trách bộ môn tin học. Năm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học môn tin học 8 nhé. Chúc các em có một năm học thật vui. Tuần trước thì chúng ta đã được học về chương trình máy tính và dữ liệu. Chúng ta đã biết được các kiểu dữ liệu là gì, đã học các phép toán với dữ liệu kiểu số cũng như là các phép so sánh. Như vậy thì tuần này chúng ta cùng nhau làm các bài thực hành, viết các chương trình để tính toán các phép toán với dữ liệu kiểu số nhé. Trước khi vào bài thực hành số 2, viết chương trình để tính toán, thì chúng ta cùng nhau nhìn lại một vài cái đố vui của tuần trước nha. Rồi, câu ở đây đúng là câu nào nhỉ? Như vậy câu ở đây đúng là câu B, 14 chia cho 5 bằng 2.8. 14 chia lấy phần nguyên cho 5 thì được 2, và 14 chia lấy phần dư cho 5 thì được 4. Đố vui thứ hai là viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal. Rồi thì chúng ta cùng nhau xem đáp án nhé. Rồi, cô sẽ nhắc lại một chút xíu về kiến thức cũ trước khi mà cô sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành. Các kiểu dữ liệu cơ bản ở trong Pascal là byte, integer, real, char và string, hay là nói cách khác là số nguyên, số thực, ký tự và sau ký tự. Các phép toán với dữ liệu kiểu số là cộng, trừ, nhân, chia, div và mod. Ở với phép nhân thì được thay bằng cái dấu sao, và phép chia là dấu sẹt ha. Các phép so sánh bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Và lệnh write hay write line thì để thông báo cái kết quả tính toán, còn lệnh read line thì là nhập cái dữ liệu từ bàn phím. Rồi, chúng ta cùng nhau đi. Bài tập 1, luyện tập gõ các biểu thức số học ở trong Pascal. Câu A, đầu tiên là chúng ta viết các biểu thức toán học dưới đây, dưới dạng biểu thức trong Pascal. Có nghĩa là đề bài cho các cái biểu thức toán. Đó. Thì đầu tiên muốn viết được chương trình thì chúng ta phải biết đổi các cái biểu thức toán này sang dạng Pascal. Dấu nhân 15 nhân 4, dấu nhân thì chúng ta đổi thành dấu sao. Dấu phần đó, có nghĩa là dấu trên đó, hay là mình có một cái phân số là phép chia thì chúng ta đổi thành dấu sẹt. Rồi, mũ 2 chúng ta không có, cho nên chúng ta sẽ thay là bằng 10 cộng 2 nhân cho 10 cộng 2 ha. Tương tự như vậy, và chúng ta nhớ là các cái cặp đóng mở ngoặc tròn này nó phải được đúng ha, nó đúng, nếu không thì kết quả nó sẽ bị tính sai. Sau khi mà mình đã đổi được các biểu thức từ toán học sang các biểu thức bên Pascal thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ cái chương trình vào trong Pascal và mình lưu với tên là ct2.path. Các em cũng sẽ lưu ở trong cái folder mà các em đã đặt họ tên và lớp của mình nhé. Tên của chương trình chúng ta có thể đặt là chương trình 2 chẳng hạn, hoặc là họ tên của mình. Rồi, sau khi mà chúng ta gõ xong rồi thì chúng ta sẽ dịch chạy chương trình và kiểm tra kết quả nhận được ở trên màn hình. Có nhiều bạn sẽ nói với cô là cô ơi, hình như ba cái này nó sai rồi. Đó, nhưng mà không có sai gì hết, đó là cho chúng ta chưa xử lý cái giá trị của số thực. Đó. Ở đây chúng ta thấy rằng kết quả của một phép chia ở trong Pascal, hiểu rằng kết quả của một phép chia chính là cái giá trị thực. Như vậy thì để in được ra giá trị thực thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Lát nữa chúng ta xem nhé. Rồi, chúng ta qua bài số 2, tìm hiểu về phép dip, mod và các lệnh tạm ngừng chương trình. Rồi, chúng ta gõ cái chương trình ở bài số 2 này vào. Thì đây mình thấy nè, đối với lại phép mod thì 16 mod 3. Như vậy 16 mod 3 của mình kết quả ra bao nhiêu nhỉ? 16 mà chia lấy dư cho 3 có phải được 1 không? Rồi chúng ta xem nhé. Ở bên đây 16 díp 3. Như vậy 16 díp 3 là 5. Đó, 5 nhân cho 3 là 15. 16 trừ 15 chính là 1. Tương tự ở dưới này cũng như vậy. Đó, 16 díp 3 thì bằng 16 trừ cho 16 mod 3. Sau đó mình lấy chia cho 3. Rồi chúng ta xem kết quả. Đó, cái nơi nào mà là kết quả của một phép chia thì có phải là nó đang bị sai không nào? Lát nữa chúng ta sẽ xử lý vấn đề này. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm các lệnh delay 5.000 vào sau mỗi câu lệnh write line trong hình trên, dịch và chạy chương trình, quan sát kết quả. Thì đây, delay 5.000 có nghĩa là mình sẽ chờ 5 giây. Như vậy thì nó sẽ ra, đầu tiên nó sẽ ra cái kết quả đầu số 1,
Nó sau đó nó ra tiếp tục 5 giây sau kết quả số 2 cho đến cuối cùng nó ra cái kết quả số 5 và nó lại quay trở về màn hình xanh, màn hình chương trình. Rồi, bài số 3 đó là tìm hiểu về cách in dữ liệu kiểu số thực ra màn hình. Lúc nãy cô có nói với mình là kết quả của một phép chia chính là một cái giá trị thực. Đó, thì để in cái giá trị thực này ra mình phải làm như thế nào? Rồi, mình mở lại cái chương trình ở bài 2. Nó mình sửa ba lệnh cuối trước từ khóa end thành như hình, mình thêm 2.4, 2.2 vào. Dịch và chạy lại chương trình thì mình sẽ thấy nó sẽ ra một cái kết quả là đúng. Như vậy, cái số 4 với cái số 2 này nó là gì? Ở số 4 này chính là độ rộng in số, độ rộng in số. Và số 2 này nó là số chữ số thập phân. Đó, ví dụ 75 là có hai chữ số thập phân, 00 là có hai chữ số thập phân, 00 có hai chữ số thập phân. Nếu như chúng ta muốn độ rộng in số nó dời về bên phải, nó rộng hơn thì chúng ta tăng lên cái số 4 này. Nó ví dụ lên 10 hay 15 gì đó. Rồi, như vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình chi tiết thực hành nhé. Rồi, khi mà mở Pascal lên á, thì các em chọn Window Close All thì các em đóng hết lại. Rồi mình vào File New. Đó. Mình bắt đầu mình gõ cái chương trình ở bài 1 nè. Mình có thể đặt tên là chương trình 2 chẳng hạn. Rồi mình sẽ gõ chương trình ở bài tập 1 vào nhé. Rồi, cô thường có thói quen là cô gõ được một hai dòng là cô lưu. Đó, D hai chấm xẹt, cô lưu. Rồi mình mở lại cái thư mục ở ổ D mình coi nè. Nếu mình không có ổ D mình có thể lưu ổ C, ổ E gì cũng được ha. Rồi, gõ đúng cái thư mục lưu xẹt bài của mình là CT2.path. Có một số bạn máy không tự tạo đuôi chấm path thì các bạn phải gõ đuôi chấm path vào. Nếu không thì nó sẽ báo lỗi nha. Rồi, cô gõ lệnh xóa màn hình. Sau đó mình gõ các cái lệnh của bài tập 1. Các em gõ cho đúng nha. Đó, nó phải hiện lên là màu màu xanh nè. Đó, cái màu xanh này nè. Nếu mà nó chuỗi, nó nằm trong dấu nháy là nó sẽ hiện lên màu xanh mà chúng ta thấy rõ. Còn nó là cái con số thôi ở bên ngoài, nó là cái kết quả giá trị thì nó sẽ được cái màu xanh nó bị ẩn đi, chìm xuống dưới. Rồi, như vậy là cô đã gõ xong bài này. Sau khi gõ xong, chúng ta alt tab 9. Nếu mà nó đúng thì nó báo là compile successful. Press any key là nhấn một cái phím bất kỳ. Và bây giờ mình thử sai nè. Cô thử bỏ một cái dấu ngoặc đi nè. Rồi cô chạy lại nè. Enter hai lần cho đến khi mà nó màu đỏ, nó con trỏ soạn thảo nó nhảy đến vị trí đó và nó báo lỗi là mình thiếu dấu đóng ngoặc thì mình thêm dấu đóng ngoặc ra. Rồi cô lại tiếp tục xóa đi một cái dấu mở ngoặc. Nó lại tiếp tục báo lỗi ở vị trí đó. Đó thì chúng ta nhìn dò nguyên cái dòng đó coi chúng ta sai cái gì. Đó chúng ta thêm một cái dấu mở ngoặc. Lại A là tab 9 để kiểm lỗi tiếp. Nè, giả sử cô xóa đi một cái ngoặc nè. Đó. Nó lại báo là nó thiếu một cái dấu đóng ngoặc ở đó. Như vậy thì mình dò trên cái dòng đó chỗ nào nó thiếu dấu đóng ngoặc thì mình thêm vào.
sau khi mà mình thêm vào đó thì mình sẽ lại tiếp tục biên dịch là ALT F9, mình biên dịch rồi, bây giờ nó đúng rồi, mình nhấn hình tròn F9 rồi. Như vậy chương trình của mình đã chạy xong và mình thấy nè, ba cái dòng mở kết quả cuối nó có xuất hiện phép chia nên tạm thời cái kết quả này nó chưa đúng. Rồi, mình tiếp tục qua bài tập số 2 ha. Mình gõ cái chương trình ở bài số 2 vào. Mình đặt tên cho nó là chương trình 3 chẳng hạn. Mỗi một bài mình đều gõ lệnh xóa màn hình nha. Rồi, như vậy thì chương trình của mình đã hoàn thành. À, mình bắt đầu lưu bài. Mình nhấn F2 hoặc là mình chọn File Save để mình lưu bài. Mình lưu với cái tên là CT3.PAT ha. Rồi, ALT9 để biên dịch. Bây giờ giả sử mình sai nè. Đó, cô bỏ cái khoảng trắng đi thì cái chữ deep nó hiện lên màu vàng. Nó báo lỗi ngay cái chữ deep. Đó. Thì chúng ta thấy như vậy, chúng ta thêm vào những cái khoảng trắng cho nó đúng, chữ deep, chữ mod nó phải có màu màu trắng. Rồi, chúng ta lại thiếu gì đây? À, chúng ta sẽ báo lỗi ở ngay cái dòng đó, mình có thể thiếu dấu đóng mở ngoặc gì đó, mình sẽ xem đó là dấu mở ngoặc. Sửa lỗi rất là dễ. Giả sử như các em sai cái lỗi dấu chấm phẩy thì cái con trỏ soạn thảo nó sẽ nhảy xuống dòng phía dưới và mình chỉ cần nhìn lên phía trên để mình thêm dấu chấm phẩy thôi. Đó. Nếu như mình bỏ đi cái dấu nháy thì nó báo là cái chuỗi này có vấn đề, nó phải thêm một cái dấu nháy vào. Rồi, chương trình đã chạy được. Nhấn hình tròn F9 để biên dịch. Bây giờ chúng ta cùng thêm những cái câu lệnh delay vào. Hả? Để mà nó có cái sự tạm ngừng 5 giây trong chương trình nhé. Các em thêm các cái lệnh delay 5.000 vào sau mỗi một cái câu lệnh try line. Rồi chúng ta quan sát kết quả ha. Mỗi một dòng hiện ra sẽ được chờ 5 giây. Delay 5.000 nghĩa là sẽ chờ 5 giây thì nó sẽ xuất hiện cái kết quả tiếp theo. Chúng ta qua bài số 3 là bây giờ mình sẽ in ra giá trị thật ra màn hình. Thì mình sẽ làm như thế nào? Ở những vị trí có cái dấu chia đó, có phép chia thì mình sẽ in ra. Bây giờ mình đóng lại nè, rồi mình mở nè. Close all là mình đóng hết lại. Rồi cô sẽ hướng dẫn các em mở ra nè. File open. Rồi mình gõ đúng cái đường dẫn khi mà mình lưu bài thì mình sẽ mở ra được. Rồi, chương trình này chạy đúng. Chúng ta quan sát lại kết quả có phép chia. Rồi, bây giờ tại những cái vị trí nào đó mà có phép chia thì chúng ta thêm vào các cái dấu 2 chấm. 2.4, 2.2. Rồi, bây giờ chúng ta thấy kết quả đã chính xác chưa nào? Đó. Có hai số hợp phân cho nên phía sau nó có hai con số. Rồi, giả sử chúng ta thay đổi là số 15 thì chúng ta coi nhé. 10 rồi 3 nè, 4 nè. Đó, phía sau nó có thể có 3 số thập phân hay là 4 số thập phân. Rồi, ở đây cô giả sử đây không có phép chia mà cô lại thêm vào thì nó sẽ báo lỗi. Đó, chúng ta thấy chưa?
Rồi, chúng ta để lại các con số như cũ nhé. Cô vừa mới hướng dẫn cho mình thực hiện bài 1, bài 2, bài 3 ở trên máy tính, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện cả chung cả ba bài ở trên điện thoại nhé. Đó, đầu tiên chúng ta tạo một cái file là ct2.bat. Rồi đối với tên chương trình đó, thì các em sẽ gõ họ tên và lớp của mình, shift gạch ct2 nha, để cho cô dễ nhận ra cái bài của mình. Rồi mình cũng gõ chương trình. Ở đây cô sẽ gõ chung một cái chương trình của bài số 1 và bài số 2 luôn. Rồi, đối với điện thoại á, thì khi mà có phép chia á, thì nó đã tự động xuất hiện. Nhưng mà tùy cái app nha, tùy app và cũng cô cũng thấy là tùy loại điện thoại, cũng tùy cái phép tính. Cho nên á, là chúng ta phải để ý. Nếu có phép chia là chúng ta phải có để những cái dấu hai chấm và những cái con số ở phía sau để chúng ta xử lý cho đúng. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm các cái lệnh delay đó, để mà tạm ngưng chương trình trong vòng 2 giây chẳng hạn. Rồi nó sẽ ra kết quả cho chúng ta nhìn. Nó đợi 5 giây, nó xuất hiện kết quả để cho chúng ta quan sát.
Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em thực hành cả trên máy tính và trên điện thoại, rất là đơn giản phải không nào? Bài tập về nhà hôm nay đó là bài tập 1, mình thực hiện chương trình dưới đây. Rồi, đây là cái chương trình của bài tập 1, màn hình chương trình và màn hình kết quả đối với lại máy tính. Rồi, còn đây là cái màn hình chương trình và màn hình kết quả đối với điện thoại ha. Rồi, ở đây có một bạn đã làm cho cô nè. Đó, bạn đặt cái tên chương trình là CT2 nằm ở trong thư mục họ tên và lớp. Rồi, tên program nè là cũng là đó, họ tên đó, và lớp shift gạch CT2. Đó, như vậy đối với lại điện thoại hoặc máy tính bảng thì mình đặt tên file, nó tên tệp là CT2. Đó, còn tên chương trình là họ tên học sinh và lớp. Đó, ví dụ mình và mình nhớ nha, tên chương trình không có khoảng trắng các ký tự đặc biệt và không bắt đầu bằng số và không trùng với từ khóa. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho chúng ta thực hành cũng như là các cái kiến thức trong bài thực hành số 2 này. Chúng ta cùng tóm tắt lại bài thực hành số 2 này nhé. Chúng ta chỉ sử dụng các dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán lệnh write hoặc write like như chúng ta đã biết để in kết quả ra màn hình. Và chúng ta chú ý nè, ví dụ write mở ngoặc dấu nháy 20 cộng 5 bằng đóng dấu nháy lại, sau đó phẩy 20 cộng 5 thì nó sẽ in ra màn hình kết quả là 20 cộng 5 bằng 25. Như vậy khi mà đặt trong dấu ngoặc đơn mà đặt trong cặp dấu nháy nó là một cái chuỗi thì nó sẽ in ra màn hình y như cái chuỗi đó. Còn nếu như chúng ta không đặt trong dấu nháy thì nó sẽ in ra cái gì cả? Cái kết quả hay là cái khác là cái giá trị. Chúng ta để ý cái đó nhé. Rồi lệnh read line trước từ khóa end để dừng màn hình xem kết quả. Lệnh delay if để tạm ngừng chương trình trong vòng if và nghìn giây, sau đó tiếp tục tự động chạy. Ví dụ delay 2000 là tạm ngừng chương trình trong vòng 2 giây. Và cuối cùng là để in cái giá trị thực ra. Đó. Thì chúng ta sẽ có là lệnh write giá trị thực, write hoặc write like đều được nhé. Giá trị thực 2.n, 2.m. Đó. Trong đó n quy định độ rộng in số, còn m quy định số chữ số thập phân. Rồi, các em xem kỹ cái hướng dẫn tự học để cho mình xem video nè, học tập nè, chép bài đầy đủ và nhớ là làm bài tập thật là đầy đủ nhé. Chào tất cả các em, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các em có một tuần học thật tốt nhé.